Em chào tất cả cô chú anh chị em cũng tại tên Quốc huyện Bắc Hà nha. Cô chú chị em nào mà xem video của em rồi thì cún gấu này của em ấy, thì hôm nay thật sự là làm video này cũng là khá là buồn, nó ác quá mọi người ạ, ác quá mà nhà có hàng xóm quanh toàn trẻ con thôi. Hàng xóm quanh đây đàn trẻ con thôi. Mùa hè nóng rực lên, nó càng nóng giận hơn. Được xích nữa, không được thả. Mấy hôm nay đợt này em bận nên không có thời gian để xả nó, nên là nó cáu lắm. Đợt này nó cáu và nó gớm lắm. Nên là hốt. Nào, cô chú chị em nào mà ai mà có điều kiện nuôi chỗ nào mà nhà rộng, thả nó ra ấy, vườn rộng ấy, thả nó ra thì nó sẽ bình thường lại thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Với lại vườn rộng mình thả nó không bị xích thì nó sẽ không bị, nó không khó chịu, nó không ức chế hơn nhé. Nên làm video này em chuyển nhượng lại cho cô chú chị em, ai mà có nhu cầu sở hữu em nó, một cá thể cực kỳ đẹp luôn, cực đẹp và cực đẹp, cực phong độ luôn, dáng dấp đầu thủ lông lá mọi thứ rất là ok luôn mọi người ạ. Đấy, không có một tật lỗi gì đối với cún này, không một tật lỗi gì, răng đủ, lưỡi đủ, bi cà đủ, phối rồi, nhưng rồi em phối được hai nước rồi, hai con đều đang chữa hết rồi mọi người ạ. ba con đều chữa hết rồi, giờ đang tầm khoảng một tháng, hơn tháng rồi. Đấy, có một con thì khoảng hơn 15 ngày, hai con kia nó khoảng cách nhau khoảng 5-7 hôm gì đấy. Đấy, cún này hiện tại nó trạng vào tầm 23-24 cân, 23-24 cân, em cũng cân nó hôm về, em cân nó được 24 cân đấy, về em cân được 24 cân. Bây giờ em cho nó, đợt này em cho chạy nhiều, tập thể dục nhiều, chiều nào cũng đi chạy mấy vòng ở ngoài kia ấy. Đúng không lắm, em cho ra chợ này, xong là tự chạy về thôi mà. Không phải bây giờ em đi đâu, đi xe máy đi đâu là theo đấy luôn. Rất là khôn luôn, rất là tiếc luôn mọi người. Cực kỳ tiếc luôn. Đấy. Nhưng mà nó gớm quá mọi người. Nó chỉ đối với trong gia đình mình ấy thì nó thờ mình là chủ yếu thôi. Một mình cá nhân em ấy. Đấy. Còn vợ với con ấy thì nó vẫn cho nó ăn, thì nó vẫn bình thường thôi, nó vẫn biết đấy là chủ của nó, nhưng mà nó không bao giờ nó nghe lời của những người khác ngoài em ra. Đấy, ví dụ nó nhẹ thì nó nghe. Đấy, quát mà nó sẽ không nghe đâu. Còn ví dụ như trong em với lại con với lại mấy con với lại cái vợ thì nó sẽ đi theo em. Đấy. Chứ nó thờ mình, nó sẽ tôn mình, một mình thôi mọi người. Chú cún thực sự là nói mọi người là không phải điêu, nó không phải đùa đâu. Nhưng mà nó thật là rất là khôn luôn. Rất khôn. Rất là khôn luôn ấy. Rất khôn luôn. Bảo cực dễ luôn mọi người, đối với em thì nó bảo cực dễ luôn. Em cũng mua nó về cũng được khoảng 2 tháng thôi. Đấy, nhưng mà đối với chủ cũ trước thì cũng bảo em như vậy, là chỉ trong gia đình ấy, chỉ thờ duy nhất là cái anh đấy thôi. Đấy, anh đấy với bà, với mẹ của anh ấy chăm từ nhỏ. Còn vợ với con anh ấy thì cũng chỉ cho ăn và vuốt ve sờ âu yếm nó thôi, nhưng mà bảo nó thì nó lại không nghe, quát nó thì nó lại không nghe. Đấy, kiểu như vậy. Ủa, trong nhà thì quá ghê gớm luôn mọi người. Một chú cún trong nhà sủa inh ỏi mà nó trong nhà cực kỳ tốt luôn. Chỉ cần một tiếng động thôi mọi người là nó báo động cho mình luôn. Thực sự là rất là tiếc đối với cún này. Em xác định ban đầu là em bắt về là em chuyển nhượng, nhưng mà sau thì nó khôn quá, cái bản chất của nó ấy, khôn. Nhưng mà em chưa đánh giá được cái độ ác của nó. Đấy.
rồi sau khi nuôi đến tầm khoảng 2 tháng nay rồi cũng biết được tính cách của nó rồi. Nó là một sự cúng ác quá mọi người. Cũng có thể là do em nhốt ở đây, là nhà em không có chỗ nhốt và cũng không được thả, chỉ được đi chơi và đi chơi theo chủ thôi, xích đi chơi theo chủ thôi, nên là cún ấy cũng có thể là cún nóng tính lên, bực mình lên đấy, nên là em muốn chuyển nhượng. Nếu còn chuyển nhượng nhưng với cái giá trị nó hợp lý với em thì em sẽ chuyển, còn không đúng ý với em thì em cũng chưa thể chuyển được đấy. Giá cả nó phải hợp lý với một con chú cún như thế này. Đấy, em khẳng định người bắt con này về thì nó nói về chuẩn, về đẹp, về thông minh, để về hung dữ, để đủ, nó đủ mọi yếu tố của một chú cún luôn mọi người, đủ yếu tố luôn. Đủ yếu tố. Nó đứng lên nào. Thứ nhất là về đẹp. Đấy, thứ nhất là về đẹp nhé. Đấy, cún này là rất đẹp rồi. Lông lá đầu thủ ở chân tay. Đấy, cái phần lông cái 11 tháng một phần lông chân nhé. Đang phun ra lông cổ vẫn đang phun, và lông tơ vẫn đang thay vẫn chưa xong. Đấy, tất cả những lông đầu, tông này tơ này, về lông người kia kìa. Đấy, những cái phần lông người vàng vàng kia kìa. Đấy, nó thay xong nó sẽ đậm như thế này. Đấy. Đấy, xong nó sẽ đậm này, rẽ ngô này. Đấy. Chú cún Bắc Hà đối với em ấy thì bắt đầu từ cái phần này này. Đấy, bắt đầu từ cái phần này. Lông nó sẽ dài này. Đấy, lông nó sẽ dài. Lông sẽ dài quay lại bờ và phần đuôi này. Đấy, còn những cái phần sống lưng này này. Phần sống lưng này nó sẽ dài ra. Dài nhưng nó không thể dài như phần trên này được. Đấy, bạn mọi người phải đánh giá về tổng thể như vậy. Đấy, chân tay đầu thủ nó không, nó rất cân đối luôn. Tai mặt rất đẹp, nó phù hợp với mọi tiêu chuẩn của con chó Bắc Hà. Đấy, kể cả dáng, độ cao, độ dài nó rất cân đối luôn. Đuôi bông đấy, đánh giá rất tốt luôn. Kể cả màu mắt luôn mọi người. Đây, mọi người nhìn thấy tổng thể nó đuôi nó đẹp như nào, đúng không ạ? Đấy, còn về đấy là nói về hình thức con chó. Thứ hai nó nói về cái tính cách của nó thì em bao phê mọi người luôn, cực kỳ khôn, rất là khôn luôn, rất là khôn, thờ kiểu như con chó nó thờ một chủ. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, cái thứ hai nó trông nhà cực kỳ tốt, hung dữ, ngoan nhưng hung dữ, ngoan nhưng hung dữ. Đấy, tất cả mọi thứ nó đều đạt được cái yếu tố tốt của nó, cực kỳ tốt luôn. Đấy, từ bên trái chân phải, lông này nó vẫn đang thay mọi người, con này thay rất chậm luôn, đến 11 tháng rồi lông vẫn còn thay. Để mà con này nó thay xong ấy, như con này nó mà thay xong, con chó nó đẹp nhất của nó vào 1,5 tuổi mọi người nhá, 1,5 đến 2 tuổi, trong cái thời điểm đấy con chó nó cực kỳ vạm vỡ và cực kỳ đẹp luôn, từ lông từ mọi thứ luôn. Đấy, đến thời điểm này con cún này nó đã nhiều đạt được như thế này đấy mọi người, đạt được như này rồi. Gấu, nó tên là Gấu, từ chủ cũ thuốc nuôi từ lúc bé tên là Gấu, và về em cũng đặt nó là Gấu luôn. Đây, cái phần lông tơ này, này màu mắt đậm luôn, màu mắt này đạt luôn cho bản tiêu chuẩn luôn. Đây, lông này tắm cực kỳ ngoan luôn, cứ vòi nước mà em tự tắm đấy. Đây này, cái lông này mình lười chứ, nếu mà mình chịu khó mình chải chuốt nó ấy, mọi người ạ, cầm cái lược ấy chải chuốt nó thường xuyên ấy thì những cái này nó rụng xong rồi đấy. Đây này, cho nó ngồi yên như mình nhổ luôn này. Đấy là cái lông tơ của nó, để nó thay cái lông này đi, để nó thay cái lớp mới. Đây mọi người nhìn này, đấy. Đây, đây màu mắt này, màu mắt rất đậm luôn, màu mắt này quá đạt luôn. Đây này, đấy, em khẳng định luôn. Đây phần lông này, đấy. Đấy, nếu mà chải thường xuyên trong mua cái bàn chải của con chó ấy, cái lược của con chó đây này. Đấy, mình về những cái chải, ngày nào mình cũng chải thì những cái lông này nó sẽ phun ra nhanh này, nó sẽ rụng ra nhanh này. Nhưng khổ lắm, em lười, em bận, không có thời gian. Đấy,
mà em thời gian rảnh rảnh một chút. Đây này mọi người này, chưa? Có một trong con rất đẹp luôn, tắm thì em tự tắm với mình luôn. Mọi người cứ xả cái vòi nước ra, cứ xả cái vòi nước ra là tắm. Thế thôi, đơn giản đấy thôi. Cứ xả vòi nước nắng, trời nắng phun lên người xong bôi kem xà phòng vào cho nó là xong. Con này nó rất rất dễ tắm luôn, bởi em tắm nó quen rồi. Đấy, mọi người thích thì mọi người đi ra quán, còn không thì tự làm ở nhà. Đây này. Đấy, nếu mà chịu khó cứ như này 1 2 hôm là nó xong hết lông thôi. Đấy, 1 2 lông nó xong hết lông này. Thật sự nó buồn luôn mọi người, cực kỳ khôn và ngoan luôn. Đốm lưỡi rất nhiều luôn con này. Bờm này này. Bờm rất dài luôn đây này. Đấy. Đúng rồi. Nào. Đúng rồi. Đấy. Dạ. Ok mọi người nhá. À, đấy, em cũng nói về tất cả tổng thể con cún mọi người tiêm phòng đầy đủ, tẩy giun ok hết rồi. À, không thiếu một cái gì nữa rồi nha mọi người nhá. Đấy, mọi người về chỉ việc chăm sóc và nuôi thôi. Nói về từ phương vị hình dáng tổng thể con chó, đầu mắt, lưỡi, chân này, tay này, đuôi, lông này. À, nói về tính cách này, nói về cái sự thần thái của nó, em nói chung là tổng thể con cún này em nói hết rồi. Đấy, mọi người mà thật sự nhá. Thật sự thì hãng alo cho em qua số điện thoại 0777516333 hoặc là 0352129582 thì alo cho em, thì thật sự đam mê nhá mọi người nhá, thật sự đam mê, thật sự yêu quý thì hãng alo cho em. Bởi vì những chú cún này nó là thật sự nó là vào thuộc dạng đẳng cấp rồi. Đấy, nên mọi người cần alo em. Đấy, thì em sẽ chuyển nhượng. Em cũng nói lý do ngay từ ban đầu rồi. Rồi ok, em cũng xin phép kết thúc cái video ở đây. Chúc cô chú anh chị em là xem cái video vui vẻ. Và cô chú anh chị em là mới xem, chưa đăng ký thì cho em xin nút đăng ký. Còn cô chú anh chị em là xem rồi thì em xin một like, một chia sẻ nhé. Rồi cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của em. Chúc tất cả cô chú anh chị em trong một ngày mới vui vẻ, một tuần mới làm việc hiệu quả và đạt được những cái mục đích của mình. Rồi ok, em chào mọi người nhé.